Xin chào tất cả các bác. Hôm nay các bác đang xem clip của Mộc Hương Shop. Hôm nay tôi sẽ nói về cái gỗ đàn hương này chi tiết hơn nhé. Và sắp tới tôi ra vòng thì tôi sẽ so sánh cái vòng đàn hương này và vòng trầm hương nhé. Đàn hương thì nó là đàn hương đỏ và đàn hương trắng. Đàn hương trắng thì chuyên để dùng để làm nước hoa rồi xay bột ra đắp mặt. Còn đàn hương đỏ này thì mới làm được vòng các bác nhé. Vòng đàn hương đỏ là phải vòng, làm vòng và làm những cái loại bột bột của nó thì làm nhang xông nha. Đàn hương trắng thì giá nó sẽ rẻ hơn đàn hương đỏ các bác nha. Đàn hương đỏ là màu, nó không phải là màu đỏ au các bác hiểu không, màu đỏ mà là đàn, nó gọi là đàn hương đỏ đâu, mà đàn hương đỏ là nó nhiều dầu hơn, nó nặng hơn, màu của nó đẹp hơn, màu của nó hơi vàng 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 đậm này. Còn cái đàn hương trắng thì màu của nó trắng lợt lắm, nó trắng, nó không vàng như này các bác nhé, nó không vàng như này, nó trắng gần như trắng, màu trắng xóa, nó không có màu vàng, đó là gọi là đàn hương trắng. Đàn hương đấy thì tôi cũng chưa chưa mua cái đàn hương đấy để làm gì cả, nhưng mà thấy là người ta nói đi ở bên Ấn Độ về nói như vậy. Nếu mà lần chuyến sau ấy là tôi sẽ bảo cái chú ấy sẽ lấy cả đàn hương trắng về để mình tiện so sánh. Thì các bác, tôi sẽ làm clip so sánh đàn hương đỏ và đàn hương trắng để cho các bác dễ phân biệt hơn, dễ hiểu hơn về cái chơi về cái đàn hương này. Thì chỉ bên Ấn Độ thì nó có cái nguồn gốc là đàn hương là gốc gốc gác là ở bên Ấn Độ các bác nhé. Còn ở Việt Nam mình cũng đã trồng được đàn hương rồi, nhưng mà trồng thì hàng trồng thì các bác biết rồi, hàng trồng thì chất lượng của nó không thể đồng bằng hàng rừng, hàng tự nhiên được. Cho nên là hà nó cái này thì nó rất là thơm, nó thơm lắm, nó thơm phức luôn và nó thơm cực kỳ là dễ chịu. Nếu mà để nói so với hoàng đàn với đàn hương thì cái mùi của đàn hương thì nó, tôi thấy nó đặc biệt hơn, tôi thấy nó đặc biệt và nó sướng hơn các bác. Và cái chất gỗ, tôi thích cái chất gỗ của nó các bác. Chất gỗ của nó cực kỳ là tuyệt vời và mùi thơm của nó cũng cực kỳ là tuyệt vời. Nói chung là 10 trên 10, 2 điểm 10, 1 điểm 10 cho mùi thơm và 1 điểm 10 cho chất lượng về gỗ. Cái gỗ này càng đeo nó càng bóng, càng lì. Nó không gỗ như gỗ hoàng đàn hay gỗ ngọc am hay những cái loại gỗ bách xanh hay gỗ những cái loại gỗ mà có tinh dầu ở Việt Nam mình đâu. Mà cái gỗ này nó chắc. Nó gỗ nó chắc, nó mịn. Thớ gỗ nó nhỏ, tôm gỗ nó nhỏ, rất là đẹp luôn. Tôi đang quay bằng máy ảnh nhanh để tôi up nhanh lên cho các bác. Đó. Thì nó không được nét rõ như là máy 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 điện thoại. Tôi quay máy điện thoại thì nó sẽ nét hơn. Tôi đang quay bằng máy ảnh, máy máy nói nhầm, máy đang dùng máy điện thoại quay. Còn máy ảnh thì nó sẽ nét hơn. Nhưng mà nó sẽ làm video nó sẽ lâu. Còn cái máy điện thoại này quay phát là được video và đăng lên cho các bác luôn. Xem luôn nó nhanh. Đó, để ở đây này, để một chỗ gỗ này thôi mà nó thơm phức cả phòng các bác. Các bác mà có cái phòng làm việc ấy hoặc là phòng ngủ ấy, các bác để sau đó là để một chỗ khoảng gỗ như này thì các bác đi từ ngoài vào nó thơm lắm, nó thơm phức luôn. Thơm như xịt nước hoa ấy, các bác, cái gỗ này nó sao nó thơm thế. Thơm cực kỳ đã, nó thơm mạnh. Sướng lắm các bác. Ngửi sướng lắm. Cái gỗ này chính vì thế, vì vừa chất gỗ đẹp, vừa chất gỗ thơm, vừa chất gỗ bền đẹp thì nó giá tiền của nó mắc các bác, giá tiền của nó khá là mắc. Nhưng mà so với trầm hương thì giá tiền của nó vẫn là rẻ các bác. So với trầm hương thiên nhiên núi rừng chất lượng mà thơm mạnh như này thì so với nó thì chỉ rất là rẻ luôn. Tôi không nói giá tiền trầm hương ra đây, nhưng mà để mà nói so với trầm hương giá, nói về giá chưa nói về cái chất lượng hay như nào đấy, nhưng mà để mà nói thì giá của nó rẻ hơn cực kỳ nhiều. Đó, nó đắt hơn những loại khác thôi, chứ còn nó so với trầm hương thì giá của nó là rẻ hơn cực kỳ nhiều. Nếu mà để chơi một vòng trầm hương mà thơm mạnh như này, tất nhiên mùi nó sẽ khác, nhưng mà để thơm mạnh như này thì giá của nó rất là mắc, cực kỳ mắc, bằng cả một con xe luôn, xe SH hoặc là con xe ô tô vừa phải vừa tiền rẻ nhất hiện nay. Đó, để tôi nói vậy để cho các bác biết là cái trầm hương của nó bá đạo, nó cực kỳ là đắt như vậy. Nhưng mà để mà so trầm hương với cái thằng đàn hương này thì đàn hương này giá của nó rẻ lắm, rẻ hơn trầm hương rất là nhiều. Đó, để các bác có thể hiểu được nhé. Để các bác, nếu mà các bác không có thể chơi được trầm hương thì các bác có thể chơi sang đàn hương nhé.
Đó, đàn hương này có cực kỳ thơm thơm quyến rũ. Giá trị của nó thì không thể bằng trầm hương. Nhưng mà cái mùi thơm của nó và cái gỗ của nó thì cực kỳ là tuyệt vời. Tất nhiên mỗi loại người ta sở thích khác nhau, cái đấy thì tôi không nói đến. Nhiều bác ví dụ cho cái này người ta cũng không chơi, người ta chỉ thích trầm hương thôi chẳng hạn. Hoặc người nhiều bác cho cái này lại thích, không thích trầm hương. Đấy là mỗi người một cái sở thích, cái đam mê khác nhau, mùi thơm khác nhau. Tôi không nói liên quan đến những cái sở thích đấy, mà tôi đang so sánh ở mức công công bằng mà mức giá tiền ở những cái người bình thường người ta nhìn nhìn vào ấy, nhìn vào. Còn cái sở thích thì tùy mỗi người một ý, mỗi người một kiểu thì tôi sẽ tôn trọng với các bác là như vậy. Đó, đây này, nó in chữ lên nhé các bác nhé. In chữ, in đìa, gỗ in đìa. Gỗ của Ấn Độ. Đây này, cái chữ từ wood đây này, rất là rõ. Đó, wood tiếng Anh là W O D này, xong là bên này là India là Ấn Độ. Đây chữ này chữ wood rõ, nói các bác thấy chưa? Đó, wood. Xong bên này là nó in chưa 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 hết này. Dấu tròn của nó chưa hết. Sao sao xong là India bên này có mấy cái tôi đọc được. Đọc được chủ yếu từ good thôi. Good, good, good. Đây này, chữ chữ N của chữ India này. Nhìn cái này các bác nhìn nó lóa không rõ đâu. Cái nào nó cũng đóng dấu các bác nha. Cục nào nó cũng đóng dấu hết. Không không có chữ India cho các bác xem này. Đây là từ này này, đây là đây này từ India này, nhưng mà nó hắc các bác không nhìn thấy. Tôi chiếu đèn, tôi chiếu đèn flash các bác không nhìn thấy rõ được. Đó thì cái đàn hương này nó cực kỳ là tuyệt vời và nó thơm rất là mạnh. Thì trước clip trước tôi có nói rõ về cái vì sao lại vận chuyển bằng cái khúc gỗ nhỏ như này mà không vận chuyển khúc gỗ